Lão rất nỗ lực nhưng cũng chỉ đến đấy thôi bạn ơi. Tài 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 ha ha. Sorry bạn Trung Quốc nha, một sao nó lại quá đã anh em ạ. À. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay của mình thủ trong ngày hội chiến cực kỳ dẻo luôn các bạn. Và hiện tại clan mình đang ở vị trí top 1 và khả năng mùa này sẽ lên hạng thôi. Anh em đang thi đấu khá tốt. Mình muốn giới thiệu cho các bạn những trận thi đấu ở trong đối với cái mẫu bay này của mình các bạn. Thì đây là một mẫu bay mà không nát ở trong giải hội chiến mùa giải tháng 5 năm 2021 của bên con hạt này của mình đây, mình thường lên AE Việt Vua. Thì cái mẫu bay này nó thực sự là ổn áp các bạn. Và anh em lưu ý nhá, cái expo mặt đất thì mình có để ở đây này. Đấy, đấy. Ba thanh niên expo mặt đất luôn, nó khá là trôn đấy. Và những cái builder hát ở đây nó có nhiệm vụ bảo kê với cả là phòng thủ cho khu vực nhà chính cực kỳ ổn áp luôn. Và chắc chắn là đường link của một bay mình luôn chia sẻ với anh em phần mô tả video rồi, các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng. Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi xem nó hiệu quả như thế nào các bạn nha. Thì đây là trận thi đấu mà bên kia họ sử dụng combo, đó chính là Minor Hawk. Arc này của mình là một arc mềm, arc này là Shida các bạn nha, vì là chưa nó mắc là những cái lều thợ xây đây của mình nó còn chưa phát huy tác dụng được hết rồi này. Queen đã có mặt trong trường hợp này, vậy là họ dồn tấn công thẳng vào khu vực nhà chính, hòng ăn khu vực nhà chính trước. Rồi triển khai đây bạn em, cho bạn đi thoải mái luôn và mình thủ không hề nát luôn. Tí nữa mình cho các bạn tiếp xem tiếp mấy vòng tiếp theo đây, các bạn sẽ thấy rất là hiệu quả. Bây giờ cái lúc mà khi mà nếu mà nhà chính liều sợ xây quá và em Quỳnh đã đứt xích đấy, đơn giản rồi, ít bầu mặt đất nó giã là cực kỳ đau. Tiếp tục đường link của mobile thì các bạn thoải mái sử dụng thôi, anh em cứ copy về là bấm vào chơi. Và mobile là hiệu quả, mình áp dụng thành công thì mình bắt đầu mới chia sẻ lại cho các bạn, chứ còn không thành công không hiệu quả thì mình cũng có chia sẻ. Và mình còn có nhiều mẫu bay khác nữa, bay cốc huyền thoại hay Titan ở các cấp độ nhà chính từ thao 6 đến thao 14 đều đầy đủ các bạn nha. Ok, khí cầu chiến vào luôn, nát chim. Vâng, Zeti nó phá được quả tường thành. Ổn áp kinh ấy, nhờ. Pha gồng đại quản giáo được cứu cho đại quân được hay không đây anh ơi. Ui giời, ngoảnh đi ngoảnh lại, quân cũng chả còn mấy. Đấy, bịt cái lều thợ xây hai cái và Inferno nhiều tiền. Ui giời, như vậy thì nó cũng chỉ dừng ở từng này phần trăm, không thể nát được các bạn. Và giải hội chiến mà cứ một tên cả ngày như thế này là ok rồi, thoải mái luôn nha. Và đôi ban đã tạch lô, còn Electro đứng giờ này giật giật cái này nữa thôi là xong. Mai nữa học đã bị bế đi 64% cho cái vòng thi đấu này. Chúng ta cùng đến tiếp với vòng thi đấu tiếp theo đây các bạn này. Thi đấu ngày thứ 3 này. Đây, đây, đây. Đến từ người chơi Ki. Tiếp tục này. Tiếp tục vào đây này. Như vậy là cái cắm tiếp ở vị trí này. Trại lính có luôn. Còn đây là combo khác nha. Vẫn là một pha đi Queen để tăm tia vào khu vực nhà chính các bạn này. Và Electro quáng. Em Queen 80 chứ không phải giỡn đâu nha. Em Queen 80 đấy các bạn ơi. Vào song. Đã có một pha gồng. Và các bạn có thể thấy là khu vực nhà chính này đi Queen bắt ổn áp lắm. Nhà chính bắt được ngay. PK đã bị đốt. Và tên này thủ lava các bạn nhá. Quản giáo cũng đã được gồng rồi. Anh em chạy vào đây. Nhông kèn hết. Úi giời. Em Queen 80 đang tranh thủ cơ hội bục khu vực nhà chính. Oh, như vậy là còn Royal Champion. Các bạn có thể thấy được sự nguy hiểm chưa? Cái thời điểm này này, thời điểm này là thời điểm phát huy tác dụng của những lều thợ xây quanh khu vực nhà chính. Khi mà không bị bế đi thì nó đứng nó xây lại cho. Và nếu các bạn nâng lều thợ xây này lên cấp 4 thì đừng có hỏi
năm ông thần ra nó gõ trò thì nhà chính nó lòi lên chớm lắm. Được hồi lại nửa máu rồi đấy các bạn kìa. Quá tuyệt vời ông tơn này luôn. May mà quả này có quản giáo với cả là dê tì không thì nhà trận đánh này cũng sẽ là một xào đến từ người trời kia. Nó lại quá phấn khởi. Nếu các bạn thấy thích video này của mình cứ để lại nút like, share thì kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Và hãy đến tiếp tục với những trận đấu thủ ở những ngày tiếp theo nữa nào. Và như vậy là đã xong ngày này tiếp này. Ngày thi đấu thứ tư, một sao luôn đây các bạn này. Để xem bên Trung Quốc tấn công nha. Zeti, Wish, Baller các kiểu. Úi dồi ôi, độ này bên đội bạn chiến cũng áp phết nha. À, chọn hướng đi Queen ở đây. Vâng, mời quản giáo à. Hello baby. Hello, hello. Nếu anh em mà còn lên cái đều thợ xây của anh em mạnh hơn nữa thì nhà này thủ rất bá. Và mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều một bay nữa. Nhưng mà anh em cũng phải cho mình thời gian, bởi vì cái gì mình cũng phải làm cho nó cẩn thận, đầy đủ, hiệu quả, mang đến lợi ích cho cộng đồng. Anh em thấy thích thì đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ các bạn nha. Đường link của mẫu bay thì mình luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video rồi. Các bạn vào đấy copy về là sử dụng bình thường. Như vậy là đã có mở động đất ở đây. Việc mình bố trí info nhiều tia ở đây có mục đích cả, bởi vì X-Bow đây là mặt đất nữa các bạn này. Không có cái gì thủ cho nó cả thì phải đỡ đòn ra là info nhiều tia. Vậy là đại quân nó vào hướng này chơi để chắc ăn khu vực nhà chính luôn. Nhưng tuy nhiên thì không ai động đến khu vực nhà chính thì nhà chính cũng trả lòi ra. Đại quân chạy lên với cả info nhiều tia và hawk sẽ hẹo toàn bộ thôi. Nhìn cái đống hawk đấy là hẹo toàn bộ đội quân chạy cánh bên này. Royal Champion đột nhập và chúng ta hãy cùng theo dõi ông pha này nào. Vâng, nhà chính nó không lòi lên thì nó lấy gì mà đốt. Uy tín luôn, uy tín luôn các bạn ơi. Này thì Royal với chúng tôi này bốc hơi ngay lập tức. Nhà chính được bảo toàn. Quá ổn áp nha. Nãy giờ là 3 vòng rồi đó các bạn ạ. Mình sẽ review cho anh em thấy được sự hiệu quả của các cò luôn. Cực kỳ ổn áp luôn rồi. Kính Queen có gồng lên đi không? Chạy sang được đến đây thì có vòng tròn bảo kê cho tháp đại bàng đây nó cũng ngon. Nếu không có nhảy thì khó mà đột nhập được đấy các bạn. Ây giời. Ok baby. Em Queen đâu rồi? Ý, quản giáo rất nỗ lực nhưng cũng chỉ đến đấy thôi bạn ơi. Tạch 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 tạch. Ha ha. Sorry bạn Trung Quốc nha, một sao nó lại quá đã anh em ạ. Vòng thứ 5 này. Vòng này mặc dù thua nhưng nhà mình không nát là được rồi. Đây, Hàn Quốc luôn. Đội cứng. Vâng, bây giờ đổi mới rồi. Nãy anh em bảo toàn lính bộ, bây giờ chơi tiếp đến lính bay này các bạn xem. Royal đột kích luôn. như nào đây. Vâng, đầu tư Mark Queen rất sớm. Mời các bạn bước vào đây, tớ quẩy hết cho anh em xem. Rồi, giao bánh tàng hình quả. Úi dồi ôi, tàng hình tiếp không ạ? Nhưng bạn đã hy sinh. Mục đích là nhăm nhe để múc em Queen của tôi. Ngon thì chơi được quả đại bàng. Nhưng mà đâu phải dễ vậy các bạn. Dễ thế thì ai cũng đánh được. Dễ thế thì những cái nhà trước các bạn mấy vòng trước cũng ăn được nhà tớ rồi. King Queen có mặt luôn. Thổi gió các kiểu con đà điểu ở đây. Ý, trời ơi. Nó lại quá phấn khởi luôn bạn ơi. X bầu mặt đất ở trong này thoải mái bảo kê bắn chim chiếc các kiểu. Queen rồi King ngoài kia sẽ bị thịt thôi. Đấy, ba thợ xây này của mình còn chưa nâng cấp xong rồi này. Bị lại, nhà chính đã được xử lý bởi Zeti. Nhưng hãy nhìn đi, rồng của các bạn vơi đi rất nhiều rồi. Đều thợ xây đang có nhiệm vụ câu giờ cho đội này trong tình huống đây. King sẽ gồng rồi. Đội bạn vẫn còn bằng. Nhưng Inferno 1 thì ở đây nó là cả một vấn đề. Tesla cũng rất nhiều khu vực này. Đội bạn hết Lofer đồ chơi. Đó chính là spell đã sạch rồi. Còn đầu tư King Queen và gặp ngay Lava. Và gặp Lava ngay thời điểm cuối trận đi thi đấu này chỉ có khóc thôi. Cực kỳ khó chịu. Cực kỳ khó chịu khi mà thủ là vàng thời điểm này. Như vậy là toàn đến từ người chơi số 10.
Ok luôn, uy tín các bạn nha. Cần nhu cầu về gem và vàng hay những gói ưu đãi trong cửa hàng, nhanh tay liên hệ Akari Gaming. Có sẵn đường link trong phần mô tả video thì mình sẽ múc cho anh em cực kỳ nhanh gọn, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết nha. Đây, vòng thứ 6 nữa này, rồi video cũng dài rồi thì nốt cái này nữa cho anh em xem. Úi trời, dòng điện luôn bạn ơi, mãi bên nhau bạn nhá. Úi trời, vâng, cánh quân các kiểu. Đây rồi, như vậy là dồn tấn công khi mà thấy hai cái thổi gió này nó lệch hướng này thì thả rồng hướng ngược lại. Đây là một hướng đi đúng, nhưng mà để xem kết quả sẽ ra sao này. Đời không như là mơ bạn ơi, Inferno nhiều tia đang đốt ở bên kia khá ngon đấy. Vẫn là một kèo thủ lava khó chịu. Bịt nó lại. Trời ơi, dồn vào đâu để mà chơi đây bạn ơi. Quần rồng áp đất sát khu nhà chính rồi. Nhà chính đã được kích hoạt rồi, khởi động rồi. Bảy bầu mặt đất thì thoải mái bắn em Queen ở bên kia. Nó hướng 12 giờ ăn xoáy. Vâng, nãy giờ thấy có đội đánh vào đây để ăn xoáy đây. Chúng ta nó lại thủ dẻo thôi các bạn. Lều thợ xây quá nguy hiểm, quá nguy hiểm các bạn. Lều thợ xây này nâng lên cấp 4 cái khác bọt ngay, và đôi bạn đã ăn đòn. Gần giờ này mình chơi đấy. Nếu các bạn thấy video này hay hiệu quả thì cứ để lại mình nút like, share cái kênh Akari Gaming của mình nha. Với cả là các bạn có nhu cầu về vàng thì gem ảnh và ưu đãi thì nhắn tin cho mình, mình sẽ hỗ trợ các bạn thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Nó lại quá uy tín luôn, đội bạn chỉ có khóc tiếng Ả Rập thôi. Đây mới chỉ là có một nhà cấp 4 thôi, nếu anh em đầu tư 5 cái lều cấp 4 quanh khu vực nhà chính thì nó lại quá hiệu quả nha. Ok, đường link của Mobile thì mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video rồi. Anh em thoải mái bấm vào copy về sử dụng các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong video tới. Bye bye.